Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 141 của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Trưa nay, Công an phường Thanh Tuyền, thành phố Phủ Lý, Hà Nam đã giúp đỡ một bé trai đi lạc từ huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa về với gia đình. Gia đình cháu Lê Hữu Anh Tuấn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các chiến sĩ đã hết lòng giúp đỡ người bị nạn. Tối qua, trong lúc tuần tra, tổ công tác của Công an phường Thanh Tuyền phát hiện một bé trai có biểu hiện mệt mỏi với gương mặt thất thần. Các chiến sĩ đã đưa cháu bé về trụ sở công an phường, động viên, trấn an và chăm sóc giúp cháu bé hồi phục sức khỏe. Cháu bé có họ tên đầy đủ là Lê Hữu Anh Tuấn, sinh năm 2005, trú tại xã Yên Hùng, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Do giận dỗi bố mẹ nên sáng ngày 10 tháng 12, cháu đã tự bắt xe ô tô khách đi khỏi địa phương lên thành phố Phủ Lý. Sau khi tìm hiểu thông tin, Công an phường Thanh Tuyền đã liên hệ về địa phương để tìm người thân đón cháu Anh Tuấn về nhà. Khoảng 10 giờ 30 phút sáng nay, một đám cháy đã bùng phát dữ dội tại kho chứa phế liệu của công ty cổ phần thủy sản Phước Cơ ở phường 12, thành phố Vũng Tàu. Đám cháy nằm ngay dưới đường điện cao thế 220 kV nên ngành điện phải cắt điện toàn thành phố. Ngọn lửa nhỏ phát ra tại kho phế liệu, sau đó bùng phát dữ dội, đe dọa sự an toàn của hai tuyến đường dây điện này. Công nhân đang làm việc tại nhà máy nhanh chóng được báo động để thoát ra ngoài. Lực lượng chức năng và chính quyền địa phương có mặt ngay sau đó. Gần 10 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ thuộc cảnh sát phòng cháy chữa cháy Bà Rịa Vũng Tàu đã được điều động đến hiện trường, triển khai các vòi xịt để khống chế đám cháy. Hiện chưa có thông tin thiệt hại về người và tài sản. Vào khoảng 8 giờ 30 phút tối qua, người dân sinh sống tại khu đô thị Sala phát hiện thi thể một nam thanh niên tử vong sau khi rơi từ tầng cao của một tòa nhà trong khu đô thị. Nạn nhân được xác định là Lê Trọng Hưng, sinh năm 1992, trú tại tổ 13, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, không phải là cư dân trong tòa nhà và bị rơi xuống từ tầng 29. Đây là tòa nhà cao 32 tầng, khu vực nạn nhân ngã xuống hiện chưa được đưa vào sử dụng và vẫn đang bỏ trống. Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an phường Phúc La đã phối hợp cùng Công an quận Hà Đông tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân dẫn đến tử vong của nạn nhân. Liên quan đến vụ án đối tượng Trần Thị Thảo dùng giấy chuyển viện giả tống tiền bệnh viện đa khoa Sanh Pôn đã từng được bản tin 141 phản ánh, cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Hà Nội đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai nhân viên bệnh viện đa khoa Sanh Pôn về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Hai đối tượng bị khởi tố là Trần Thanh Vân sinh năm 1979 làm điều dưỡng viên khoa khám bệnh và Nguyễn Thị Thu Thủy sinh năm 1975 kỹ thuật viên xét nghiệm của bệnh viện. Theo điều tra, hai đối tượng đã móc nối, làm giả con dấu và chữ ký của lãnh đạo bệnh viện, làm 20 giấy chuyển tuyến điều trị từ Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn sang Bệnh viện Bạch Mai. Theo đánh giá của cơ quan công an, vào dịp cuối năm, hoạt động tội phạm trộm cắp nhà dân lại có chiều hướng gia tăng. Để tránh trở thành nạn nhân của loại tội phạm này, mỗi hộ gia đình người dân cần phải nêu cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản và làm tốt công tác phòng ngừa. Đội cảnh sát hình sự Công an huyện Mê Linh vừa phát hiện và bắt giữ các đối tượng Phan Văn Tứ 18 tuổi, Nguyễn Văn Bình 18 tuổi và Phan Văn Mẫn 32 tuổi, cùng trú tại xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn, Hà Nội về hành vi trộm cắp tài sản. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã thực hiện hàng chục vụ trộm cắp xe máy, mỗi ngày thực hiện chót lọt từ 1 tới 3 vụ rồi đem bán với mức giá từ 4 tới 10 triệu đồng. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Đây là đối tượng Đỗ Hữu Long, sinh năm 1987, trú ở xã Bạch Hạ, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, vừa bị công an thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam bắt tạm giam để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Tại cơ quan công an, Long khai nhận đã cùng đồng bọn thực hiện chót lọt 5 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Phủ Lý. Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng là lợi dụng sơ hở, mất cảnh giác của người dân trong bảo vệ tài sản của chính mình. Bởi vậy, bất kể ngày hay đêm, chúng đều ra tay khi có thời cơ và hành động rất chuyên nghiệp, gây khó khăn cho công tác điều tra truy tìm đối tượng. Nhân dân như là tối đi ngủ, trước khi đi ngủ thì kiểm tra toàn bộ các cái cửa phòng, cái ban công, đi ra ngoài ban ngày, đi đâu, đi ngoài, đi làm thì phải khóa cửa cẩn thận. Còn các cơ quan công sở nhà nước thì phải có cái quán triệt rõ với cái lực lượng bảo vệ, cắt cử ca canh gác cái tuần tra trong cái khuôn viên cơ quan. Qua thực tế đấu tranh tội phạm trộm cắp nhà dân dịp cuối năm, cơ quan công an khuyến cáo các hộ dân, cơ quan doanh nghiệp, trường học cần trang bị hệ thống khóa chắc chắn, bố trí camera giám sát, khi ra ngoài cần có người trông coi và nên lựa chọn người tin tưởng. Đối với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh, công an các huyện, thành phố, chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức, thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cần nêu rõ các phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng trộm cắp để người dân và các cơ quan doanh nghiệp, trường học chủ động trong công tác phòng ngừa.
Dự báo từ nay đến Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, tình hình tội phạm trộm cắp nói chung, trộm cắp nhà dân nói riêng sẽ có những diễn biến phức tạp. Do vậy, để đảm bảo an toàn tài sản, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác trong việc tự bảo vệ tài sản, chủ động trang bị hệ thống khóa cửa đảm bảo chắc chắn. Đồng thời, khi phát hiện đối tượng nghi vấn có biểu hiện trộm cắp, nên báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời bắt giữ đối tượng, góp phần gìn giữ an ninh trật tự trên địa bàn. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin 141 ngày hôm nay của chúng tôi. Quý vị hãy gửi cho chúng tôi những câu chuyện cảm động, những tấm gương đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân, những mô hình bảo vệ an ninh trật tự điển hình cần nhân rộng, hay những video phản ánh sự việc về trật tự an ninh được trích xuất từ camera gia đình nếu có những sự việc bất thường xảy ra. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai.